Kính thưa cộng đoàn, ai muốn đi theo Thầy hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Đức Giêsu khẳng định với chúng ta như thế. Con đường theo Chúa Giêsu vừa là con đường của vui mừng, hạnh phúc và hy vọng, nhưng cũng là con đường của khổ chế và hy sinh. Dẫu rằng Chúa Giêsu có thể cứu độ con người bằng nhiều phương thế khác, nhưng trong lịch sử Chúa Giêsu đã dùng thập giá để cứu chuộc con người. Đương nhiên Thiên Chúa quyền năng từ ban đầu của lịch sử, Chúa phán một lời mọi sự liền có. Nhưng khi cứu chuộc con người, Chúa lại muốn dùng cây thập giá. Trong lịch sử Chúa đã làm như thế. Và Chúa nói với chúng ta, ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Thập giá là những vất vả, thập giá là hy sinh, thập giá là thử thách, thập giá là gian truân. Nhưng không dừng lại ở đó, thập giá còn là niềm vui, thập giá còn là ơn cứu độ, thập giá còn là tình yêu thương, thập giá còn là sự hy sinh để sống vì người khác, thập giá còn là sự vâng lời, và thập giá còn là tình bác ái. Chính vì thế mà chúng ta khi nói về thập giá, chúng ta phải hiểu nhiều ý nghĩa đa dạng khác nhau. Theo suy nghĩ thông thường, thập giá, khi nói đến thập giá là người ta liên tưởng tới đau khổ. Điều ấy cũng đúng, nhưng mà xem ra chưa đủ. Trong lễ nghi của tuần thánh, nhất là ngày thứ sáu tuần thánh, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã tôn vinh, suy tư, cầu nguyện bên cây thập giá. Chúng ta đã tìm ra ý nghĩa của cây thập giá. Và hôm nay Chúa Nhật thứ 22 của mùa thường niên, một lần nữa phục vụ lại cho chúng ta có dịp để mà nhìn lên cây thập giá, để suy tư ý nghĩa của cây thập giá. Chúa Giêsu đến trần gian để rao giảng chân lý, nhưng mà bóng tối không muốn đón nhận ánh sáng, sự dối trá không muốn đón nhận sự thật, con người thế gian không muốn đón nhận Thiên Chúa. Chính vì thế, do sự ghen ghét của một số kỳ mục Do Thái, công nghị Do Thái đã lên án tử cho Chúa, và Chúa phải chết bằng hình thức thập giá, là một hình thức đau khổ và xấu hổ, nhục nhã. Sách Đệ Nhị Luật trong Cựu Ước là một cuốn sách được viết vào khoảng 1500 trước Công Nguyên, đã khẳng định rằng những ai bị treo trên cây thập giá là đồ nguyền rủa. Chúa Giêsu bị treo trên cây thập giá và chết trên thập giá cũng bị coi lúc bấy giờ là đồ nguyền rủa. Cho nên khi Chúa ở trên thập giá thì có nhiều người Do Thái đi qua đi lại để chế giễu Chúa và thách thức Chúa, khi họ nói rằng ông đã cứu được người khác và làm cho người khác đã chết sống lại, vậy thì bây giờ ông hãy bước xuống khỏi thập giá đi. Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá và chấp nhận như một người bị nguyền rủa. Nếu chúng ta đọc ngôn sứ Isaiah, chúng ta sẽ thấy vị ngôn sứ nói rằng người bị đánh đập đến mức không còn dung mạo của con người nữa. Dường như Thiên Chúa đã đổ ập tất cả tội lỗi của nhân loại trên đôi vai của người, cho nên người đã chịu đánh đòn, đã chịu khổ nhục vì tội lỗi chúng ta. Lịch sử ghi lại vào khoảng năm 315 với chiếu chỉ Milano, là chiếu chỉ ngưng không cấm đạo nữa. Và hoàng đế bấy giờ là ông Constantinople ra quyết định từ nay trở đi không có dùng hình phạt thập giá nữa. Constantinople là hoàng đế lúc bấy giờ đã ra quyết định. Vị vua này có một bà mẹ là hoàng hậu Helena. Bà hoàng hậu là một người trở lại Kitô giáo, kể cả vua con bà Constantino cũng vậy. Cho nên bà hoàng hậu Elena đã có công tìm được cây thập giá của Chúa, và vị vua ấy đã quyết định từ nay trong đế quốc La Mã rộng lớn không còn áp dụng hình phạt cây thập giá như từ trước nữa, để ông tôn vinh cây thập giá mà Chúa Giêsu đã dùng, đã chết trên đó, để nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người.
Cây thập giá kể từ cái chết của Chúa Giêsu đã trở nên biểu tượng của hy vọng, biểu tượng của bác ái, biểu tượng của tình thương và biểu tượng của tình liên đới giữa con người với nhau. Trong ngôn ngữ Việt Nam, nhất là trong xã hội này, người ta không muốn dùng những ngôn từ diễn tả có ý nghĩa công giáo, cho nên họ dùng cách khác đi. Vì thế mà chiếc xe cứu thương người ta gọi là xe hồng thập tử, tức là có cây thánh giá màu đỏ chuyên để đi cấp cứu cho những người bệnh nhân. Hội chữ thập đỏ cũng là hội của cây thánh giá, người ta gọi là hội chữ thập đỏ. Nhưng chính ra trong ngôn ngữ của châu Âu thì là xe của cây thánh giá màu đỏ là xe cấp cứu, và hội mang hình thánh giá màu đỏ, tức là hội ấy chuyên môn thực hiện những điều bác ái, từ thiện, liên đới giữa con người với nhau. Như chúng ta thấy hiện nay trong xã hội Việt Nam, hội chữ thập đỏ và chiếc xe cấp cứu có lúc được gọi theo tiếng Hán là xe hồng thập tử. Những điều ấy muốn nói lên rằng cây thánh giá, Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây thánh giá ấy, đã trở thành biểu tượng của tình yêu thương, của sự nhẫn nhục, sự hy sinh và tình liên đới. Tuy vậy, khi nói về cây thập giá không phải dễ dàng người ta chấp nhận. Ông Phêrô trong bài phúc âm hôm nay tiếp nối đoạn trước của tuần trước mà chúng ta đã nghe. Chúa Giêsu hỏi: "Các anh bảo thầy là ai?" Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Sau đó Chúa nói cho mọi người biết rằng Chúa sẽ phải chịu đau khổ, phải đi lên Jerusalem, phải chịu chết. Ông Phêrô xem ra chưa được chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thông điệp ấy. Vì thế mà ông đã can ngăn Chúa, để rồi Chúa quở trách ông với một câu quở trách rất nặng nề. Chúa gọi ông là Satan, không hiểu biết chương trình của Thiên Chúa. Những điều ông nói ra là do suy nghĩ theo lối con người mà không phải đến từ Thiên Chúa. Ông muốn ngăn cản Đức Giêsu thực hiện chương trình của Chúa, và ông cũng muốn nhìn, ông đã nhìn cái sứ vụ thiên sai một cách hoàn toàn trần thế. Ông không hiểu được những ý, thánh ý của Thiên Chúa cũng như ý nghĩa của cây thập giá. Thực ra rất ít người, nhất là kể các môn đệ, sau khi Chúa Giêsu sống lại họ mới hiểu ý nghĩa của cây thập giá. Chúa nói với chúng ta: "Thưa quý ông bà và anh chị em, ai muốn theo thầy hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo thầy, vác thập giá hàng ngày mà theo thầy." Và kể từ cây thập giá Chúa Giêsu chịu chết trên cây, trên đồi Canvê, cây thập giá ấy gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Bởi vì ai đi theo Đức Giêsu là theo con đường của thập giá, xin được nhắc lại, cũng là con đường của yêu thương, con đường của hy vọng, con đường của tình yêu, con đường của bác ái, con đường của liên đới, nhưng cũng là con đường của khổ chế. Bởi lẽ muốn lắng nghe lời Chúa và thực hành lời người, có nhiều khi chúng ta phải từ bỏ những điều mà chúng ta thích, có nhiều khi chúng ta phải từ chối những điều mà chúng ta đam mê, và nhiều khi chúng ta phải thoát ra khỏi cái vỏ bọc cứng của mình để đến với anh em, để thoát ra khỏi chính mình, sống ơn gọi của Chúa là nên thánh, nên hoàn thiện giữa đời. Nhưng hành trình thập giá không phải là một hành trình tiêu cực đi về chỗ tận cùng, không phải là đi về chỗ hư mất, mà hành trình thập giá có một tương lai. Cho nên trong bài phúc âm hôm nay Chúa nói: "Sẽ đến ngày cuối cùng con người ngự đến trong vinh quang, và lúc bấy giờ người sẽ xét xử theo mọi hành vi của những người đã sống trên trần gian, đó là hành vi tốt hay là hành vi xấu." Hành trình thập giá có một đích điểm, hành trình thập giá mở đến một tương lai, hành trình thập giá không chỉ là những đau khổ nhưng còn là hành trình của hy vọng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này, khi chúng ta nghe lời Chúa, hãy nhận ra thập giá trong đời mình. Có thể đó là một người trong gia đình, có thể đó là một người bạn bè, có thể là chính chúng ta nhiều khi trở nên thập giá cho người khác, vác rất vất vả. Khi mà chúng ta còn có những lời nói xúc phạm, có lối sống không phù hợp, khi chúng ta còn tính toán, bon chen với những người khác, có thể là trong gia đình, trong cộng đoàn, trong phố xóm, nơi mà chúng ta sinh sống, đó chính là thập giá của cuộc đời chúng ta, và đó chính chúng ta cũng trở thành thập giá cho người khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi thưa ở đầu thánh lễ hôm nay, Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm một năm ra mắt. Đây là một biến cố quan trọng đánh dấu sự hình thành và phát triển của Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo.
Cộng đoàn này quy tụ các nhà doanh nghiệp ở ngành nghề khác nhau như tôi vừa diễn tả, có ba cái tôn chỉ này. Thứ nhất là để cùng nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, để chứng tỏ rằng những người công giáo cũng là những người thành đạt trong xã hội. Chúng ta biết, có biết bao nhiêu anh chị em công giáo đang dấn thân trong xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ là doanh nhân nhưng còn là bác sĩ, trí thức, giáo viên, những nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, hội họa, kiến trúc. Có biết bao nhiêu người công giáo đang dấn thân trong việc ấy. Vì thế cho nên chúng ta muốn quy tụ lại để rồi chứng tỏ một điều là người tín hữu công giáo là những người thành đạt trong xã hội và đang đóng góp phần mình để xây dựng xã hội giàu đẹp hơn, nhân ái hơn và tốt đẹp. Điều thứ hai, Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Hà Nội được thiết lập để mời gọi cùng chung tay làm việc bác ái từ thiện đến với những người nghèo vùng sâu vùng xa. Như năm nay anh chị em đã đến vùng Nghệ An để động viên giúp đỡ những người nạn nhân của lũ lụt. Tiếc rằng vì đại dịch Covid-19 có những chương trình đã đề ra mà không thực hiện được. Điều thứ ba, khi thành lập Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Hà Nội, chúng tôi mong ước các nhà doanh nghiệp hãy cùng trở nên đối tác với nhau để cùng làm việc nâng đỡ nhau, đôi ba bên cùng có lợi để chúng ta chứng tỏ tình liên đới trong xã hội. Đó là những ước vọng, đó là những tiêu chí chúng tôi đặt ra. Để những ước vọng ấy thành sự thật, còn cần đến nỗ lực, cố gắng và thiện chí của các thành viên. Đến ngày hôm nay, một năm kỷ niệm ngày ra mắt của Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo Hà Nội, chúng tôi đã có trên 100 thành viên. Tất cả anh chị em, những người cũ cũng như những người mới đều có chung một tâm tình, đều có chung một ước vọng và đều có chung những cố gắng để xây dựng cái cộng đoàn của mình mỗi ngày thêm lớn mạnh và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em, cho Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo mỗi ngày một phát triển, không phải chỉ là con số đông nhưng còn là tinh thần, nhất là tâm tình đức tin, để rồi tất cả chúng ta cùng nối kết với nhau làm cho đức tin tỏa sáng trong xã hội. Chúng ta hãy trở về với ý nghĩa của cây thập giá. Đức Giêsu đã vác thập giá bước đi, xin Chúa nâng đỡ đời sống chúng ta. Trong cuộc sống thường ngày có những người đang vác thập giá quá nặng, có thể đó là sự chia rẽ, mâu thuẫn chống đối trong gia đình, có thể đó là bệnh tật, có thể đó là sự nghèo đói, có thể đó là sự thất nghiệp, có thể đó là những bế tắc trong cuộc sống mà không tìm lối thoát. Chúng ta tin vào quyền năng và tình yêu thương của Chúa, xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Chúa đã nói, hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Xin Chúa nâng đỡ và bổ sức chúng ta trong đường đời. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa.